Cho nên ta có dạy bà Maha Bà Xà Ba Đề Kiều Đàm Duy rằng đừng cúng dường ta, nên cúng dường chư tăng. Như cúng dường chư tăng tức là cúng dường đủ cả ba chỗ quy y. Bà Maha Bà Xà Ba Đề liền hỏi lại rằng trong chúng tăng không có Phật, không có Pháp, sao nói rằng cúng dường chúng tăng là cúng dường đủ cả ba chỗ quy y? Ta lại dạy rằng nếu bà vâng theo lời ta, đó là cúng dường Phật vì cầu sự giải thoát, đó là cúng dường Pháp chúng tăng thọ dụng, đó là cúng dường tăng. Thiện nam tử, vậy nên ba quy y không thể là một. Thiện nam tử, ba quy y đó có khi Như Lai nói một là ba, có khi nói ba là một. Những nghĩa như vậy thuộc về cảnh giới của chư Phật, chẳng phải chỗ hàng thanh văn duyên giác có thể rõ biết được. Bồ Tát Ca Diếp lại thưa rằng như Phật có dạy, rốt ráo được yên vui gọi là Niết Bàn. Nghĩa ấy là thế nào? Niết Bàn tức là xả thân bỏ trí. Như đã xả thân bỏ trí thì còn ai là người thọ nhận cái vui ấy? Phật dạy, thiện nam tử, ví như có người vừa ăn xong thấy trong bụng khó chịu, muốn ra ngoài nôn, nôn xong người ấy trở vào. Các bạn hỏi rằng, anh đã hết khó chịu chưa mà vào đây? Người ấy đáp, đã hết khó chịu rồi, bây giờ thân được yên vui. Như Lai cũng thế, rốt ráo xa lìa 25 cảnh giới hiện hữu, mãi mãi được niết bàn. Cảnh yên vui không thể lay động, chuyển đổi, không có sự diệt mất, dứt hết mọi cảm thọ. Gọi là chỗ vui không cảm thọ. Chỗ không cảm thọ như vậy gọi là thường lạc. Nếu nói rằng Như Lai có thọ nhận cái vui thật là vô lý. Cho nên cái vui rốt ráo tức là Niết Bàn. Niết Bàn tức là giải thoát chân thật. Giải thoát chân thật tức là Như Lai. Ca Diếp lại hỏi, có phải chẳng sanh chẳng diệt là giải thoát chăng? Phật dạy, đúng vậy, đúng vậy. Thiện nam tử, chẳng sanh chẳng diệt tức là giải thoát. Giải thoát như vậy tức là Như Lai. Ca Diếp lại hỏi, nếu chẳng sanh chẳng diệt là giải thoát thì tánh của hư không vốn không sanh diệt ắt cũng là Như Lai. Nhi tánh Như Lai tức là giải thoát. Phật bảo Ca Diếp, thiện nam tử, chẳng phải như vậy. Bạch Thế Tôn, tại sao chẳng phải như vậy? Thiện nam tử, như chim ca lan già và chim mạng mạng tiếng kêu trong trẻo rất hay, có giống với tiếng quạ kêu chăng? Bạch Thế Tôn, không giống. Như tiếng chim ca lan già và chim mạng mạng mà so với tiếng quạ kêu thì vượt trội hơn đến trăm ngàn vạn lần, không thể so sánh được. Bồ Tát Ca Diếp lại nói, những loài chim như ca lan già tiếng kêu rất hay, thân hình lại chẳng giống quạ, vì sao Như Lai lại so sánh với chim quạ? Như vậy chẳng khác nào đem hạt đỉnh lịch mà so với núi Tu Di, và so với hư không lại cũng như thế. Tiếng chim ca lan già có thể so sánh với âm thanh của Phật, chứ không thể so với tiếng kêu của quạ. Lúc ấy Phật khen Bồ Tát Ca Diếp rằng, lành thay, nay ông đã hiểu rõ việc rất khó hiểu. Có khi vì nhân duyên nên Như Lai lấy hư không mà ví như giải thoát như vậy tức là Như Lai. Giải thoát chân thật đó hết thảy loài người và chư thiên không ai có thể sánh được. Như hư không kia thật ra cũng chẳng thể dùng làm thí dụ so sánh được. Nhưng Phật vì hóa độ chúng sanh nên lấy hư không mà tạm so sánh với giải thoát. Vậy nên biết rằng giải thoát tức là Như Lai, tánh của Như Lai tức là giải thoát và Như Lai vốn chẳng phân chia, chẳng khác biệt nhau. Thiện nam tử, không tỉ dụ được là ví như có một vật không chi sánh được thì không thể lấy vật gì khác mà làm thí dụ so sánh. Nhưng vì nhân duyên nên có thể tạm dẫn làm thí dụ so sánh. Như trong kinh nói, vẻ mặt đoan tránh dường như trăng tròn, voi trắng tinh sạch dường như núi tuyết. Thật ra mặt trăng tròn không thể đồng với khuôn mặt, núi tuyết cũng không thể là voi trắng. Thiện nam tử, không tỉ dụ được là ví như giải thoát chân thật, ta vì hóa độ chúng sanh nên đặt ra các thí dụ. Nhờ có các thí dụ mà biết được tánh của các pháp thể đều là như vậy. Bồ Tát Ca Diếp lại hỏi, vì sao Như Lai thuyết dạy hai nghĩa khác nhau? Phật dạy, thiện nam tử, ví như có người tay cầm đao kiếm, vì giận tức nên muốn làm hại Như Lai, nhưng Đức Như Lai vẫn hiền hòa vui vẻ, không có vẻ giận. Vậy người ấy có phá hoại đời thân Như Lai mà thành tội nghịch hay chăng? Bạch Thế Tôn, không thể được. Vì sao vậy? Thân Như Lai không ai có thể phá hoại được. Vì sao vậy? Vì không có cái thân kết tụ, chỉ có pháp tánh. Tánh của pháp tánh tất nhiên là không thể phá hoại. Vậy người ấy làm sao có thể phá hoại thân Phật? Chỉ vì người ấy đem lòng ác muốn làm hại Phật cho nên thành tội vô gián. Vì nhân duyên ấy, các thí dụ đưa ra có thể giúp người ta hiểu được pháp chân thật. Lúc ấy, Phật khen Bồ Tát Ca Diếp rằng, lành thay, thiện nam tử, việc ta muốn nói, nay ông đã nói. Lại nữa, thiện nam tử, ví như có kẻ ác muốn hại mẹ mình, bèn núp dưới đống rơm ngoài đồng ruộng.
Bà mẹ đem cơm ra đồng cho con, thấy mẹ từ xa, người ấy sanh lòng muốn hại mẹ, liền lấy dao ra mài. Bà mẹ đã biết bèn trốn vào trong đống rơm, người ấy cầm dao, vừa đi quanh đống rơm vừa chém, chém xong lấy làm thỏa dạ, tưởng rằng đã giết được mẹ rồi. Sau đó bà mẹ từ đống rơm bước ra trở về nhà, ý ông thế nào, người ấy có tạo thành tội vô gián chăng? Thế Tôn không thể nói chắc được. Vì sao vậy? Nếu nói rằng người ấy có tội thì thân thể bà mẹ phải bị chém, nhưng thân thể của bà không bị tổn hại, sao có thể nói rằng người ấy có tội? Nhưng nếu nói là không có tội thì lúc tưởng là đã giết mẹ rồi để làm thỏa dạ, sao có thể nói là không tội? Tuy người ấy chưa tạo ra đầy đủ tội nghịch nhưng cũng là nghịch. Vì nhân duyên ấy, các thí dụ đưa ra có thể giúp người ta hiểu được pháp chân thật. Phật khen Ca Diếp rằng: lành thay thiện nam tử, vì nhân duyên ấy ta nói ra rất nhiều thí dụ phương tiện để so sánh với giải thoát. Tuy dùng vô số thí dụ nhưng thật ra chẳng thể lấy thí dụ mà so sánh được. Tùy theo nhân duyên, có khi ta có thể nói ra thí dụ, cũng có khi không thể nói ra bằng thí dụ. Cho nên giải thoát thành tựu vô lượng công đức như vậy, hướng về Niết Bàn, Niết Bàn và Như Lai cũng có vô lượng công đức như vậy. Vì có đầy đủ vô lượng công đức như vậy nên gọi là Đại Niết Bàn. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật rằng: Thế Tôn, này còn mới biết chỗ đến của Như Lai là không cùng tận. Nếu chỗ ấy là không cùng tận thì nên biết rằng thọ mạng của Như Lai cũng là không cùng tận. Phật dạy: lành thay thiện nam tử, nay ông có thể khéo hộ trì chánh pháp. Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào muốn dứt hết các phiền não trói buộc thì nên hộ trì chánh pháp giống như vậy.